Hold up. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Buon đây. Và hôm nay chúng ta sẽ mở một cái cuộc hành trình mới, đó là Reroute. Thì cái mod Reroute này là một cái mod nói về một cái gọi là một cái bối cảnh, một cái vùng, một cái thế giới và vùng đất đã bị ô nhiễm, cây cối đã không còn, đất đai thì bị khô cằn, và biển thì mình nghĩ là vẫn còn. Ok, thì cái mod này là sẽ chuyên cho những ai mà thích trồng trọt, những ai mà thích về cây cối, hay là tương lai là có cơ hội vào những cái đại học như là ngành nông lâm nghiệp rồi trồng trọt gì đó bla bla bla, thì mình không có nói sâu. Nói chung là cái mod này thì nó nghiêng về trồng trọt và sinh tồn nhiều hơn. Và không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ tạo một cái thế giới. Thì cái này mình vào mình test thôi. Thì chúng ta sẽ tạo một cái thế giới không có ba bằng bằng đây nữa, mà là bây giờ là thế giới Reroute YouTube. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ không tạo gì hết ra bình thường. Rồi, shit à, cho shit luôn phải không? Rồi, shit đây. Clip. Rồi, đó, shit mới luôn. Rồi, chúng ta sẽ tạo quật thì ở đây sẽ lắc một tí và các bạn thông cảm. Ok, và chúng ta đã vào được một cái thế giới gọi là cực, cũng như mà ban nãy mình nói là nó cực kỳ khô cằn mà không có gì hết. Hiện tại thì mình chưa cài Optifry, mình chưa có gì hết. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái cục chơi này. Rồi. Skeletons of trees. Oh. Accompanied by grumbles. Even more curiously, the earth seems barren. Try as you might, you cannot find a single deposit of minerals underground. Oh. Leaving you to wonder what to make of this world. Oh, mày nói nhiều quá. Ok, thì nó cũng nhớ chung là lời nói đầu là nó sẽ nói chúng ta là được dạng như là thức giấc vào một cái nơi mà hả, cái gì đó slumber. Rồi thì cái thời điểm này thì chúng ta thấy nó có một chút khác biệt, thì cái thế giới nó đã xuất hiện những cái gọi là cái chết xung quanh bạn, và vùng đất dạng như là cái vùng đất này nó dạng nói chung là khô cằn, và chúng ta nó bị tàn phá rồi gì đó, bla 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 bla. Rồi mình không biết không muốn giải thích nhiều và chúng ta bắt đầu vào luôn, thì xin lỗi mọi người. Rồi thì chúng ta sẽ what the claim to be. Ok, thì chúng ta mới vô nó kêu mình giết Enderman được à. Ok, thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, ủa chưa gì mình được cái này rồi. Chúng ta sẽ lấy gỗ đi. Rồi, mình nghĩ là cái cây này, cái cây gỗ nè. Rồi. Chúng ta có gỗ rồi nè. Rồi ok. Thì mình nghĩ là mình cần phải lấy một nồi luôn. Ồ. Rồi. À, thì ra là cái cây này cái cây gỗ. Ok. Và nó cần mình bao nhiêu? 7 flint, than, 2 cục. 3 cục rồi. Ở đây có than nó không? Trời sao mà xa dữ vậy, cao dữ vậy? Vì sao chơi không? Ở đây có này, ở đây nè. Thì chúng ta phải nhanh chóng thôi, mình nghe nói là ban đêm mà nhiều thằng dân chơi nó xuất hiện lắm các bạn. À, chúng ta phải nhanh chóng thôi. Rồi, lấy 7 cục này nữa. 4 8 thôi, lấy luôn cục này 12 đi. Rồi ok, sau khi mình lấy được cục này xong rồi, mình cần phải không được có chạy, được có chạy. Chạy là chết. Rồi, không có rồi. Ôi 10 cục, 2 cục nữa. Rồi chúng ta sẽ đi sinh tồn. Rồi chúng ta đã có được 12 trái táo và mình cần tạo ra những thứ này. Thì cách tạo cũng đơn giản, chỉ riêng cái mod này thôi. Thì bây giờ mình cũng có coi sơ qua, thì chúng ta cần tạo hai cái đầu ghều, một cái đầu cúp và hai cái đầu sản. Rồi thì chúng ta cần tạo những thứ như sau. Mình cần cái này là 4 luôn rồi, cái này 1, cái này 2. Thì khi mà các bạn, cái này là stick, cái này là wooden turn rod. Stick nó khác với wooden, là wooden thì nó là cái cán cầm. Thì mình cần tạo ra hai cây. Dường như là có gì nó sai sai ở đây nè. Ok, thì các bạn đợi mình tới nha. Rồi. Ồ, nó không tạo luôn. Wooden. Trun rod.
đâu rồi. Đây. Thêm chữ ít đâu? Ít nhỏ đâu rồi? Tune. Đây. Chúng ta có thể tạo bằng cách ủa cái này đâu phải. Chết tôi rồi. Như vậy là 7 rồi. À trời, đâu cần đâu. Nhưng mà thôi cứ tạo đi. À, vậy sau chúng ta cũng rất là cần nó. Rồi, bây giờ chúng ta có chữ ít rồi, bây giờ mình cần tạo hai cái đầu ghiều nè. Rồi, hai cái đầu sản nè. Ờ hết cha nữa luôn rồi. Ok, mình cần thôi tạm thời mình dục cái này đi, mình à, mình có rồi. Rồi bây giờ chúng ta cần tạo thêm hai đầu ghiều rồi một cái đầu cúp nữa. Từ từ cái đầu cúp hình như là như thế nào mình quên rồi. À, hai cái trên. Rồi xong. À, chúng ta cần phải lựa thì nó đặt tặng cho mình một cái dạng là cái đầu kiếm, cái lưỡi kiếm thì mình cần một cái cán cầm và một cái gọi là cái kết nối giữa cái cán cầm và cái kiếm. Thì mình sẽ sử dụng cái pawn wire này đi. Thì để làm thì mình cần làm dụng cụ rồi. Bây giờ mình đặt cái cây này ở đây và đặt cái cây này ở đây. Nó không có ra, nó xài cái tool rod kia rồi. Mình cần cái này. Cây này nó giảm lắm, mình sẽ xài cái này, một nhân. Ngon lành lắm em. Rồi, chúng ta tiếp tục với cái tool rod là cây sản. Một cây. Rồi, tiếp tục là cây mattock. Rồi, chúng ta đã đủ và cuối cùng là cây ghiều. Rồi, xong, nhiệm vụ. Thì đây là cái âm thanh mà rất là quen thuộc từ đây trở đi đối với chúng ta. Rồi, ok, mình sẽ tạo luôn cây kiếm đi. Cây kiếm thì làm cây tool rod cho nó đẹp trai nè. Rồi, làm cây tool rod cho nó dài dài nè. Đó, trời ơi, đủ bộ liền không em? Nào vô đây. Giờ là tôi băm hết á. Rồi, bây giờ mình cần làm lẻ cái đống này đi. Lấy xong rồi chúng ta tìm cái nơi trú ẩn. Ô, cái vùng đất này bị ô nhiễm mà vẫn có một chú mực của chúng ta đang sống. Ồ, hai chú, ba chú và bốn chú. Mình cần xin lỗi tụi bay nha. Tụi bay là cái niềm tự hào của tao đấy. Cảm ơn. Ok, xin lỗi nha. Mới vô là phải làm vậy rồi. Ok. Và mình cần tìm một cái nơi nào đó thích hợp để mình xin Comanatom. Rồi, tiếp theo bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là trồng cây thì bình tĩnh. Mình cần rồi vậy là ok, vậy là chúng ta cần phải đi tìm một cái vùng đất nào đó. Hiện tại thì mình chưa biết là nên sống ở đâu đây. Mình nghĩ sống ở đây thích hợp nè. Ok, ở đây là một cái hang đi. Mình nghĩ là mình sẽ làm một cái hang ở đây. Ok, mình cần phải đập cái loại đá này để mình từ. Mình cần phải tìm mấy cái thứ này. Ok, vậy là chúng ta chưa có thể tìm được nhà được. Để mình xem. Để mình tạo được cái này chưa? Cái này cũng đang rất là cần thiết. Cần living wood lận. Ok, thì cái đó là của mod for tay nha. Cái đó chúng ta từ từ sẽ tính sau. Hiện tại thì mình sẽ sử dụng tay. Được một cục rồi nè. Chúng ta cần phải 3 cục lận. Ok, mình sẽ tạm thời giảm âm thanh cái block lại để nó hơi bị ồn á. Đấy, rồi. Trời, sao mà lắc thế? Trời ơi, máy tôi. Trời ơi là trời, đang quay clip mà ông ơi, bậy rồi. Chơi bậy rồi. Ok. Rồi, không có một cái gì hết. Chết tôi rồi, kỳ này là hả, về nhà mẹ đánh tôi nè. Trời ơi, cho tôi đồ đi. Thì những cái thứ này chúng ta cần phá những cái bụi mà trên đường đi. Còn không thì mình còn một cách. Các bạn đợi mình tí nha. Thì chúng ta sẽ lấy đất. Ở đây có đất không? Ở đây không có một mảnh đất gì hết. Ở đây khô cằn hết rồi, làm gì mà có đất. Ủa, đây có cái hang động nè. Trong hang động có đất không? Cái này cát mà. Ok, thì kệ đi, tạm thời lấy một tí cát đi. Tại vì về sau mình cũng hơi cần cát. Rồi. Bây giờ tìm đất. Tìm đất là phải ở trong cái gì rồi. Vậy thôi, cái nhiệm vụ đó chúng ta tạm thời. Có hạt giống rồi, ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành gần xong cái khúc đó rồi. Chúng ta cần trời ơi, những cái này. Ơi, cảm ơn luôn. Rồi, chúng ta cần một cái panola sheet nữa. Rồi, quên nói với các bạn là chúng ta sẽ nghiêng về trồng trọt và ít khi sử dụng máy móc lắm. Mình thấy là ít, không phải là không có. Rồi
rồi sử dụng máy móc nó cũng ít, rồi cái thứ nhiều thứ ít lắm. Nói chung thì rồi chúng ta còn cần thêm mà 2 cục đất sét nữa và 3 cái kia, 2 cái kia nữa là thôi là chúng ta đủ rồi. Rồi ơi, mong trời tối trễ tí đi để tôi kịp hoàn thành cái nhiệm vụ này, rồi sau đó chúng ta sẽ đập đá dưới sân nhà. Ok. Rồi. Không có một cái gì luôn. Để mình đứng cao cao và ở đây coi thích hợp không. Ở bên kia mình thấy cũng khá là thích hợp á. Ở bên kia có nước đồ. Thực ra thì mình cần sinh sống ở đâu gần biển á, để về sau mình làm một số thứ nữa. Mà thôi, cái đó cũng không có quan trọng lắm. Cái đó thì từ từ mình sẽ sau. Thì bây giờ quan trọng là bây giờ chúng ta cần thức ăn để chúng ta sinh sống qua đêm nay. Thì ở đây là một cái khu khu bùi nhùi đây. Nói chung là chúng ta cần có biển à. Ok, mình sẽ sống gần đây. Trời ơi, vừa nói xong các bạn nè. Ok, chúng ta sẽ sống gần biển để mình có cơ hội cái gì trong đây có gì không. Mong cho có cây nấm đi, mình cũng đang cần cây nấm, tại vì cây nấm về sau rất là quan trọng đó chúng ta, theo mình biết là vậy. Ô, bên ngoài kia có dầu luôn rồi các bạn, nghĩa là nó là cái thành phần mà làm ô nhiễm cả thế giới. Không, cái này là do con người á, theo mình nghĩ do con người làm ô nhiễm. Ok, trời tối rồi và chúng ta đã tìm được biển thì mình sẽ sinh tồn, mình sẽ sống ở đâu đây các bạn, đợi mình tí. Thì biển ở gần đây rồi, không sợ, nên là mình tìm nào để làm cái hang để xuống đào cho nó đẹp đây. Ok, mình nghĩ là ở đây là vừa rồi và chúng ta sẽ bên cạnh đó chúng ta sẽ làm thêm cái gì đây. Bây giờ mình cần phải làm cái ba đi, ba ô để xuống. Rồi bắt đầu, không nói nhiều nữa. Và bây giờ mình cần làm một cái khuôn để mình tối mình ấy. Rồi bây giờ cũng không có đuốc, không có gì hết. Ồ, có đá rồi kìa, chúng ta đã thấy đá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuống. Rồi bây giờ mình không có có than làm đuốc liền. Gấp holy shit. Rồi đêm đầu tiên của chúng ta đã tới đây, mình không nghĩ là thuận lợi nhưng mà khá là ok. Cái thằng nào mà nó làm ô nhiễm các vùng đất để bây giờ mình phải dạng như là cứu sống lại cái vùng đất này. Trời ơi là trời, cắn miếng táo coi. Ban đêm là ở đây là hơi bị ngầu lòi đấy. Mình sẽ tạm thời lấy cái này chặn lại để tối ban đêm mà mình còn cái gọi là có thể chạy được. Rồi giờ cứ đập đi. Thời gian tập 1 mà. Tập 1 là thường là mọi người ai cũng đi kiếm đồ, còn tập 1 mình đi đập đá. Thì chúng ta sẽ tạo những thứ này. Rồi chơi ngu luôn rồi, tạo không có đủ gỗ. Holy shit man, lo chạy vòng vòng. Thôi kệ, nói chung thì đập đá nhiều càng tốt có sao đâu. Tạo cái phòng trước rồi tập sau chúng ta đi lấy sau cũng không sao. Rồi tạm thời thì mình cần tìm đến đất. Ủa sao nãy giờ chưa có đất nữa. Ông định chơi tôi à, tạm thời mình làm cái một chứ đi. Rồi từ từ mình xuống ba luôn. Tạm thời mình xuống một đường trước. Ồ, thực sự là ở đây không có đất hả ông? Ông chơi tôi à? Để coi coi, đất dễ tìm mà. Trời ơi, holy shit. Không có cách để tìm đất rồi, thôi kệ không sao. Xuống đây và xuống đây. Rồi, mình nghĩ là cái đường xuống cỡ nhiêu đây là vừa rồi. Ôi, cái tiếng gì ghê quá vậy. Và chúng ta sẽ mở rộng cái khu này. Tuyệt vời đấy. Rồi, cắm cây đuốc ở đây cái đã. Trời ơi, đêm đầu tiên. Bây giờ mấy cái tập sinh tồn mà mình cũng thích sống dưới hang. Những cuộc sống dưới hang thấy nó đã gì đâu. Nó đỡ hơn, nó đỡ hơn nhiều, nó không có cơ cực. Không cần phải xây gì, chỉ cần làm cái phòng nhỏ thôi, rồi sống đi. Hãy sinh tồn theo cách của bạn đi. Rồi ôi, khu này đá gì đâu không à. Có nên xuống tiếp không? Thôi kệ đi, khỏi xuống nè. Cứ băm ở đây đi. Ô, ở đây có cát luôn nè. Lấy cát cũng được, về sau mình trồng. Cát, cái này là cát đỏ, không biết có trồng được không nữa. Ok, thì theo mình biết là ở đây là một cái nơi mà hơi bị khó để sửa chữa lại đây. Rồi, mình đã hư rồi. Và đem nó đi sửa tiếp.
À, không biết cái này có kinh nghiệm không? À, cái này không có kinh nghiệm các bạn. Nó chỉ là một cái loại chúng ta tạo đồ ra thôi. Thì nó không có cài thêm cái mod vào. Cái mod là Iguana gì đó, mình không đọc rõ. Rồi, Iguana. Nói chung thì ở đây cũng không có các bà nội nó. Trời ơi, ở lòng ở đây không có đất. Có sỏi nè, trời ơi, tại sao không có đất? Có đất trồng nó đáng yêu thế cơ mà. Holy shit. Rồi thêm một đoạn ga nữa đi. Không có thì chúng ta bắt buộc phải xuống thôi. Tại vì, ui trời trời trời, bậy rồi. Hiện tại thì không có nhiệm vụ gì để hoàn thành cả. Hiện tại thì mình đang cần sau tập 1 này nè, mình cũng có một số vấn đề muốn hỏi các bạn là rất là sợn. Thì các bạn có đồng ý cho mình cài cái mod Vminer để mình đập đỡ tốn thời gian, để các bạn có thể xem nhiều hơn. Rồi cái đó là thứ nhất. Rồi cái thứ hai là các bạn có thể cho mình cài cái mod bản đồ với lại cái mod Vminer là 2. Rồi thêm gì nữa ta? Optify là mình chắc chắn mình tự cài rồi. Thì những mình thấy mấy cái mod đó thấy là khá là hữu ích. Nó tuy nó không có thuần chủng về cái mod pack này. Nãy giờ các bạn thấy mình đập ngồi đập lâu không? Mình đang cần cái mod Vminer để đập để tốn thời gian mọi người. Với lại mình quay được những cái khác nữa. Đó. Cái đó nó cũng dạng như là nó công bằng mà các bạn, khi mà các bạn sử dụng Vminer thì nó sẽ tốn thức ăn. Nó tốn một cái lượng thức ăn rất là dữ. Mình thấy ở đây nó không có cái gì hết rồi. Vậy là chúng ta phải xuống tiếp rồi. Ok, tạm thời xuống tiếp thôi chứ sao giờ. Ok. Trời ơi, sao không có một cái miếng đất nào, toàn sỏi đá không vậy, chằn cơ mình là chịt quá vậy. Rồi. Đấy. Trời ơi, tập 1 toàn trời ơi, cuối cùng cũng đã thấy. Trời ơi, sao mà mày lại đối xử với tao như vậy thằng quỷ. Ok. Thì chúng ta cần lấy một cái lượt để hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng ta cần đến 32 lượt. Rồi chúng ta cứ tạm thời đi. Sỏi thì lấy luôn cũng không sao. Thì trong lớp video mình nghĩ là mình sẽ khai hoang cái chỗ này hơi bị dữ đấy, để làm những căn phòng đáng yêu cực. Chúng ta mấy cái dạng như là mở rộng đất đai thì mình nghĩ là ít khi quay. Rồi mình làm nhiều hơn. Đấy, đẩy nhanh tiến độ làm việc hơn. Rồi, chúng ta đã đủ rồi. Chúng ta mình sẽ chọn marble, mình thích marble hơn. Rồi, mình nghĩ coi trời sáng chưa. Còn không thì đi ra ngoài vào bữa tối luôn. Mình cũng đang cần một số thứ cho nên là mình phải ra ngoài vào bữa tối. Ở đây trước mắt là gỗ trước đã. Gỗ để một lát mình làm việc. Rồi, có Enderman không? Mình cần phải xử lý một con Enderman. À, mình tạo cái map. Ban đêm thì cũng không có đáng sợ cho lắm nếu mà không có con skeleton. Rồi, lấy thêm tí gỗ nữa. Mình đang cần giết một con Enderman để mình hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Thì hiện tại thì con Enderman mình không thấy ở đây. Thôi kệ tí nó đi. Rồi. Con nhện nó thải ra nhện rồi các bạn. Nó đang tới rồi đấy. Thích thì chơi à. Rồi đánh nó thải ra nhện rồi. Ở đây có một cái hang. Ê, con này ghét nhất. Rồi, có cung tên. Tuyệt vời. Rồi. Mấy ông bình tĩnh nha. Tôi không có thích kiếm chuyện đâu á. Tôi là một người làm ăn lương thiện á. Từ khi nào tôi muốn đánh mấy ông tôi mới ấy thôi. Và nói chung thì... Ở đây ơi. Holy shit. Limestone thì tạm thời khá là nhiều. Rồi, ok, chúng ta sẽ tạo một cái gương khi về nhà thôi. Trước mình có một con Creeper. Con này là con gì đây? Mình thấy nó không giống con Creeper. Nhưng mà mình phải giết nó để mình lấy bột. Về sau rất là cần thiết. Conclusion Creeper. Cảm ơn. Rồi, thêm một cái nữa và đứt xác thêm vài cái nữa là xong. Mình nghĩ là để mình xem. Mình nghĩ là mình sẽ trồng trọt ở trong hang luôn. Ở bên ngoài thì ơi trời sáng rồi. Vui quá.
Nó kệ, mình đâu cần trời sáng nữa đâu, mình muốn ra vào lúc nào cũng được á. Rồi. Và tạm thời thì chưa có tạo được cửa. Ở đây sẽ là một cái phòng khác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ... Ê, tạm thời đặt cái phòng đó trên đây chứ đi. Tạm thời thôi, chúng ta sẽ di chuyển sau. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái crafting table. Thì ở thế giới này thì chúng ta chưa có tạo được gỗ các bạn. Các bạn thấy không? Đi nãy giờ không có một cái cây gỗ. Nhưng mà cái này là cái cây mà gỗ chết đó, gỗ khô héo á. Nhưng mà nó vẫn sử dụng được các bạn. Rồi, thì nó sẽ tạo, nó không được tạo được bằng chế tạo. Để tạo được bằng chế tạo chúng ta cần phải đặt một cái grill vào. Thì cái grill này chúng ta phải sửa lại nó mới cho mình đặt cái bàn chế tạo. Đó là một cái rất là nhảm nhí trong cái modpack này. Ok, thì mình đã có chế tạo và bây giờ mình cần phải tạo thêm một cái bàn chế tạo. Bây giờ mình nói mình mỏi miệng quá bây giờ sao trời. Ok, mình tạo thêm một cái bàn chế tạo rồi. Bây giờ mình cần tạo một cái gương. Rồi, tại sao mình lại tạo hai cái bàn chế tạo thì một lát các bạn sẽ biết. Bây giờ mình cần tạo một cái gương và thêm một cái gương. Rồi mình quăng hết tất cả mọi thứ vô. Rồi, vô hết đi mấy đứa. Rồi một lát mình sẽ lấy những thứ mình cần thiết sau. Và sau đó thì chúng ta sẽ ok. Rồi, gỗ. Gậy nè. Gỗ nè. Refresh lại cái. Rồi mấy cái đó từ từ. Rồi mình cần tạo ra cỡ 1, 2. Rồi hai cái đủ rồi, 8 rồi đủ rồi. Rồi, thì chúng ta cần tạo những cái này. Đây, đây là những cái mà mình đang cần. Rồi, chúng ta cần đến 8 cái đá cuội. 1. What the fuck? Rồi. 8 đá cuội để tạo ra một cái lò. Rồi, ok, chúng ta đã có lò. Và tiếp theo là tạo ra những thứ này. Rồi, mình sẽ thu hồi lại cái crafting table để mình làm. Trước tiên là chúng ta sẽ đặt một cái này. Cái này tượng trưng là cái ván gỗ. Và nó sẽ ra một cái stencil table. Và tiếp theo là mình đặt một cái crafting table lên. Nó cũng tượng trưng ra cái tool station. Và tiếp theo là mình cần đặt một cái gỗ nguyên chất. Để làm một cái gỗ nguyên chất của cây chết thì chúng ta sẽ đặt hết chính cái phần ngô này. Nó sẽ ra một cái gỗ nguyên chất nhưng mà nó bị cái tên của nó là khô héo chết rồi. Rồi bây giờ chúng ta đặt thêm cái, chúng ta ra là cái pad builder. Và cuối cùng là mình cần tạo một cái gương. Và sau đó mình cần đặt cái miếng này lên. Và cuối cùng là chúng ta đã xong rồi, không cần nói nhiều nữa. Rồi ok, và bây giờ mình cần tạo một cái pad builder đặt ở trên đây. Và cái hai cái tool station. Cái tool station mình đặt ở đây và cái này mình đặt ở đây. Và cuối cùng là chúng ta đã hoàn thành rất là ngắn gọn các bạn. Các bạn thấy không? Nó rất là... nó khó thở quá. Ok, và chúng ta sẽ trả nhiệm vụ nào. Rồi. Tại sao nó lại unlock to Elsham where? Tại sao mình xong rồi mà nó cần thêm gì nữa? Hả? Rồi. Repair to do. Này nó nói đúng rồi. Bây giờ ok, giờ trời sáng rồi và chúng ta cần phải ra bên ngoài. Tạm thời mình quăng hết vô đi và mình cần một ít cái này. Rồi, cái này. Ok. Rồi, thì tạm thời tập này mình chưa có trồng trọt gì hết các bạn à. Tại vì sao? Tại vì trong lúc mà tập 2 á, trong lúc up á, thì mình sẽ làm những căn phòng rồi sau đó mình sẽ dạng như là mình sẽ phổ biến cho các bạn sau. Vì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lấy những cái này. Hi hi. Mình cần thêm ba cái clay thì một cái ở nhà rồi. Thì mình cần tạo thêm hai cái đất sét phải không ta? Rồi thêm hai cái này nữa. Ô, thêm một cái màu xanh lá nó là đủ rồi. Thì cái đó cũng gọi là cái bột xương nhưng mà dạng như là phân bón kiểu mới hơn. Rồi, ở đây chả có cái cục cứt gì cả. Ở đây nó khô cằn vải lằn không nè. Ok, cho tôi một cái cây nấm đi. Ô, có xương. Ô, mình có cách rồi. Thì chúng ta sẽ... tạm thời thì mình sẽ lấy một cái lượng đó thử nghiệm coi sao. Không cần phải đi đâu xa xôi và chúng ta chỉ cần lên lầu cái đã, về nhà cái đã. Vậy sao không cần, mình không cần phải đập như vậy cho mệt đâu. Và mình sẽ có một cái gọi là một cái vật phẩm để mình phá hết cái đống cỏ hoang này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ một cái đống gọi là cái đống đất ở ngoài trước. Và mình cần thử nghiệm một số thứ. Mình cần lấy cái hạt này, mặc dù cái hạt này khó lấy. Thôi, mình nghĩ là mình nên để dành đi. Không biết đặt cái không có cỏ nó có mọc không nữa. Tạm thời như vậy chứ đi.
Đây, rồi, bột xương. Mình cần thử coi. À, nó không được rồi, vậy là chúng ta phải kiếm thêm cục nữa rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Như vậy là ẩu rồi. Ừ, mới vô mà khô cằn kiểu này là vải lành không mày. Khổ quá đi. Khổ quá đi. Rồi, chúng ta không có gọi là cách clay. Clay thì về sau mình có cách tạo, nhưng mà bây giờ thì chưa có cái gì hết, sao mà tạo. Ba cái. Bây giờ nếu mà đầu tư cái đó thì mình không biết là trong tương lai mình có. Tại vì cái cục đó là cái cục mà hả để mình tạo ra cái đất này nè, mà nó có cỏ ở trên. Mà bây giờ mình làm mất rồi, tập sau mình làm ăn cách nào đây. Cho nên là bây giờ tập này mình đập bằng tay để kiếm cái đất sét với lại cái cục xanh lá kìa coi. Thấy mới vô mà nó làm khó mình ghê á. Holy shit. Trong đây có nấm không? Có nấm cũng được. Mình cần một cái nấm để mà trong tương lai mình làm một số thứ. Rồi, không có cái gì cả. Sao mà khô cằn tới cỡ như vậy vậy? Khô gì mà khô dữ vậy ông ơi? Ồ, ở đây cũng có một số. Yeah, chúng ta đã xong cái này luôn. Và bây giờ open. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn hai cái thôi. Thì các bạn đừng có lo, ở tập sau mình sẽ cho các bạn xem những căn phòng mình làm. Mình làm, mình chia hết những căn phòng đó, chúng ta sẽ chia hết là cái nào làm cái gì. Thì các bạn nhớ đón xem tập sau nha. Bây giờ thì chúng ta cũng đã gần kết thúc rồi. Bây giờ để mình hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi chúng ta kết thúc cũng không có muộn. Rồi, và để xem nào. Để xem, yeah. Tại sao lại là cái này. Thôi bây giờ chạy đi thì không sao đâu. Về sau mình nghĩ là mình có thức ăn đủ mà. Rồi không có đem thức ăn đi luôn. Trời ơi làm khó tôi quá. Holy shit. Thì cái mod pack này quên nói các bạn là ở Việt Nam ít ai làm. Thường là mình thấy có một người làm mà. Thì mất công không có nêu tên, mất công gây tranh chấp. Ồ có cục rồi. Ok bây giờ chạy về thôi. Không cần. Rồi bây giờ quanh từ từ về. Ô cái khu này. Ô té vào cái khu này và mình không còn cách để chạy lên. À coi coi. Ở đây coi có con gì không. Ở đây coi có con gì không. Rồi. Ô đi một vòng về tới nhà luôn. À cái cây này thì khi mà các bạn đập thì nó sẽ xảy ra cái dòng lệnh này. Thì nó có thể là cái cây đó là dạng như là cho chúng ta biết cái name và cái ID rồi bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần thêm hai cái clay nữa thôi. Cái thằng clay này nó làm khó mình ghê. Holy shit ông ơi. Sao mà ông làm khó tôi quá vậy. Tôi nhớ tôi cũng đâu có làm cái gì ông đâu mà. Ok bây giờ mình thử đặt cái này ở đây đi. Đầu tư đi tại vì trong nhà còn cục rồi. Ok và bây giờ mình cần. Ok, sao nó lắc thế? Ok, mình tạo được cái gì đây? Red, mấy cái này không cần thiết. Rồi bây giờ chỉ cần tạo thêm một đống đất ra. Tạm thời thôi, chúng ta sẽ lấy nó sau. Tại vì bây giờ mình cũng không có gọi là cái 14 nên ấy lộn cái siêu thoát có nghĩa là cái mềm mại á. Nên là mình cũng không có làm gì nhiều. Mình thấy làm cái kiểu này tốn quá các bạn. Còn cái này là nó sẽ tạo ra cái kia không. Mình không làm nữa đâu. Trời ơi. Để xong hai cục nữa đi. Để tôi kết thúc tập này luôn thằng quỷ. Ok. Bây giờ mình cắn miếng táo và mình đi làm lẹ luôn nè. Thật ra mình vẫn cắn được mực. Nhưng mà cứ cắn táo đi không sao đâu. Cái đó là về sau mình lo trách nhiệm cho. Và bây giờ thì chạy lẹ nè. Cái này để nó mọc đi. Rồi về sau chúng ta sẽ trồng những thứ khác. Rồi bây giờ chạy lẹ để đi tìm đất sét. Mấy cái bụi cứt này. Trời ơi tại sao lại ra cái này. Lúc cần thì không ra mà lúc không cần thì lại ra. Ông cứ đợi đi. Để tôi xong cái nhiệm vụ đó rồi chúng ta sẽ tập sau. Mình sẽ tạo mà không cần chạy đi đâu cả. Mệt quá cái ở cái đám này. Đứt xác. Holy shit. Bây giờ chỉ cần cái living wood thôi là mình tạo được cái tù và sau đó mình không cần. Không có sợ nữa. Rồi, đó, mình đi khá là xa đấy. Ê, một cục nữa. Một cục nữa không ai?
một cục nữa. Ở đây có phôi miêu. Ồ, một cục nữa, phôi miêu, phôi miêu. Một cục nước sét nữa, trời ơi, là trời. Ở đây có, cảm ơn. Vậy là nãy giờ mình không có tóm. Chúng ta cũng cần một số thịt zombie để về sau mình còn làm một số thứ nữa. Nói chung thì mình không có nói ra nhiều hết. Nói chung là cái thức gì ở đây cũng cần á, hạt bụi hay gì mình cũng đang cần á. Tại vì là mình không đủ thời gian cho một tập thôi. Chứ là nói chung là cái cứ diễm cần á. Một cục đất sát thôi mà làm khó tôi quá không ha. Lẽ lẽ để tôi còn cho con bú nữa. Holy shit. À, mình nghe thấy tiếng dân chơi đâu đó quanh đây rồi. Nghe thấy tiếng chúng ta không thuộc về nhau rồi đó. Đất sát, đất sát. Sát. Ờ đừng có nói 2 ngày rồi nha. Hôm nay là ngày thứ 2 mà không tìm được đất sát là quải chạy đậu luôn á. Rồi, không có. Ok, bây giờ đừng. Mình sẽ trở về với cái gọi là cái gọi buồn bã, với cái gọi là cái không khí, cái trạng thái gọi là vải lành. Ok. Làm khó tôi quá. Cho ông 5 phút nữa ông không ra. Cảm ơn. Tôi cảm ơn ông về tất cả mọi thứ mà ông đã làm cho tôi từ nãy tới giờ. Và ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like cho video và nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ mình. Thì đây là series mới thì mong các bạn ủng hộ mình. Hiện tại thì mình vẫn chưa có tìm hiểu hết về cái mod pack này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn thành cái series này không có drop. Thì mình ít khi drop mà một khi đã drop là mình quải chạy đậu lắm. Nói chung là mình đang có ý tưởng về cái mod pack này. Ok, hẹn gặp các bạn trong tập sau của Reroute. Ok, bye bye.